Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Doravan đây. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ review cho bạn một con hàng khá là ngon, đó là cây M41 guitar nha các bạn nha. Ok, và cái này thì các bạn có thể lấy trong cái sổ Royal Bass mùa 2 thì các bạn chỉ cần đặt bạc vô 30 tệ thì các bạn sẽ nhận được. Thì tất nhiên là cây này thì giờ thì cũng đã hết hạn rồi các bạn nha, tại vì cũng đã qua tới 13 rồi và cũng sắp sửa tới mùa 4 luôn rồi các bạn ơi. Thì cái này thì lúc trước nó bán tới khá là 680 kim cương, lúc nó mới ra đấy. Bán thì ra 680 kim cương, nhưng mà nó chỉ cho các bạn test khoảng 30 ngày thôi. Thì sau đó thì nó sẽ hết hạn thôi. Rồi mình nhớ không nhầm thì cách khoảng 1-2 tháng sau ấy, thì nó sẽ đem vô cái sổ Royal Bass mùa 2 đấy. Các bạn chỉ cần nạp 30 tệ vô thôi. Thì cái này thì bắn rất là ngon nha các bạn nha. Thì ngoại hình của nó thì chả khác gì cây đàn hết các bạn ơi. Và cái lúc delay ấy, thì nó sẽ kêu tiếng e. Và cũng thay đàn thì nó cũng kêu e các bạn. Nghe rất là đinh tai nhức óc luôn. Thì cái này thì theo nhận xét của mình ấy, thì nó bắn rất là ngon nha các bạn nha. Cây này không có kêu mát đâu, nhưng tại vì mình lắp cái kêu mát của cái sổ mùa 3 vô ấy, cho nó đẹp đẹp tí thôi. Thì cây này thì các bạn bắn thì mình thấy cảm nhận là nó ngon hơn những cây M4 đen. Thì những cây M4 dòng tầm thường ấy thì nó ngon hơn nhiều. Thì cây này thì các bạn có chức năng là thay đàn đặc biệt này, cũng như là âm thanh đặc biệt khi thay đàn cộng với 100% GB. Ok, thì giờ thì mình sẽ đi kiếm bọn nó mình giết nè. Đấy, đấy mình có gắn cây dao laser vô mình bắn này. Ui, thanh niên này cận chiến nè các bạn ơi. Ui, ngu người này, ngu người này. Đấy, làm gì đây, hả, làm gì. Rồi mình, ui, đâu thế. Ui dồi, nó móc sau lưng mình các bạn ơi. Đấy, khốn nạn thật. Đây, thì bây giờ thì mình sẽ, ui, đây này, ngu người này. Tiếp tục nha, thêm một thanh niên này. Đấy, hit shot luôn các bạn. Đấy, bật rắn rất là phê luôn. Nhưng mà cây này hit shot thì đam nó không được cao bạn ơi. Đam tầm 92 à. Ok, tụi nó đâu hết rồi này. Đấy, hai thanh niên đang bắn nhau này. Ui rồi, sao đụng không được thế này. Đấy, chết ngay. Đấy, thanh niên móc này. Rồi, chết luôn các bạn ơi. Đâu, tiếp nào. Ui, người này. Ui rồi. Nó bắn thế mà nó không chết các bạn. Nó thiệt là hư cấu quá đi các bạn ơi. Đây, tiếp tục thêm một thanh niên này. Ngu người này. Rồi, combo này. Này, thanh niên này. Solo. Ok, và clip này sẽ để có thích đây. Các bạn xem clip đừng quên like, share và subscribe đúng không?